Anh Tây đóng vai trò người bản địa Việt Nam, giúp người Mỹ tự tin đến Việt Nam an toàn và chu đáo hơn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nam Yêu Tổ Quốc. Hôm nay chúng ta đến với một video của một vlogger có tiêu đề là làm thế nào để thoát khỏi cuộc đua trong xã hội ở Mỹ và chuyển đến Việt Nam. Ngay trong tiêu đề, chúng ta đã hình dung được nội dung mà chàng trai này đề cập đến phải không các bạn? Chàng trai này đã chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm mà theo mình nó khá cần thiết cho người nước ngoài. Cùng mình theo dõi nội dung của anh chàng này nhé. Tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 bước chính để thoát khỏi cuộc đua chuột ở Mỹ và chuyển đến Việt Nam. Nếu bạn muốn bắt đầu lại hoặc thiết lập lại cuộc sống của mình theo một cách nào đó, và có lẽ bạn đang nghĩ rằng mình muốn rời khỏi nước Mỹ và chuyển đến một nơi khác, cụ thể là Việt Nam, thì tôi muốn đưa ra một vài điều mà tôi nghĩ sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong hành trình đó. Hiện tại, tôi đang ở quận 2, nhìn ra sông Sài Gòn. Bạn có thể thấy đường chân trời Sài Gòn ở đây. Thật sự thì đây là một phong cảnh rất đẹp. Nếu bạn đến từ Mỹ, thì Việt Nam sẽ là một quốc gia hoàn toàn khác, có những quy tắc hoàn toàn khác biệt ở đây. Một trong những điều cơ bản nhưng rất quan trọng như băng qua đường chẳng hạn, phải rất cẩn thận. Chúng ta phải giơ tay lên để băng qua đường an toàn. Tôi nghĩ sự cởi mở đó là điều tất yếu khi chúng ta chuyển đến bất kỳ nơi nào có những cảnh quan và âm thanh khác nhau. Trên đường phố ở Mỹ, bạn sẽ không thấy những món thịt nướng như thế này. Khi tôi mới đến đây, điều khiến tôi khá sốc đó là mùi nước mắm chiên rất mạnh. Thật sự là một mùi rất nồng. Thành thật mà nói, đối với một người Mỹ thì mùi đó không thật sự thơm lắm. Nhưng các bạn cũng đừng ghét bỏ, bởi vì đó là một trong những sự thay đổi đầu tiên. Thay vào đó, hãy cố gắng chào đón chúng. Hãy nhìn nhận tất cả những điều mới mẻ này như một cuộc phiêu lưu. Ngay cả khu phố này cũng nói lên một sự khác biệt. Chúng ta đang đi qua một con hẻm với những ngôi nhà san sát nhau và tất cả các dây điện chằng chịt ở trên đầu. Rất khác biệt phải không các bạn? Chỉ cần các bạn quan sát nó thật lâu, hãy chào đón nó. Đừng chống đối hay tỏ vẻ biểu cảm khó chịu. Hãy ghi nhớ rằng bạn ở đây để thích nghi với một cuộc sống mới. Bạn đang chuyển đến một quốc gia khác chứ không phải ở Mỹ nữa. Ngoài ra, còn một số điều có thể thực sự khiến bạn sợ hãi hơn nữa. Bạn có thể thấy một người kéo cả cái máy giặt ở phía sau bằng một chiếc xe máy. Bạn có thể thấy mọi người bán thịt sống như thịt lợn ở một số khu chợ. Tôi chắc chắn đã thấy tất cả những điều đó khi tôi mới đến đây. Và tôi thật sự có một kỷ niệm sống động khi tôi đang đi bộ trên con đường ở quận Gò Vấp. Và tôi đã đi qua một nhà hàng nhỏ bán gà chiên nước mắm. Khi tôi ngửi thấy mùi đó, tôi đã nghĩ, ồ đó là gì vậy? Thật sự nó khiến tôi rất tò mò. Nếu là bạn, bạn sẽ chạy qua nhà hàng này đúng không? Bạn cần thực hiện những thay đổi ngay lập tức. Đó là những cú sốc đầu tiên. Và khi bạn đã quen thuộc với nó, tôi tin bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện khác khi tôi mới đến đây và đêm đầu tiên tôi ở đây. Tôi đã học được cách nói 1, 2, 3 bằng tiếng Việt. Vậy làm thế nào để nói 1, 2, 3? Khi tôi thấy quán bia ở bên kia đường, người dân thường hô to 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 xô. Vì vậy, tôi đã học được cách đếm 1, 2, 3 từ việc uống rượu của người dân địa phương. Tôi đã uống rượu với người dân địa phương và học cách nói 1, 2, 3 vào ngày đầu tiên khi tôi ở đây. Vì vậy, đó đã trở thành ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây. Vì vậy, các bạn đừng ngần ngại thử nước, đừng thử lội ở vùng nước nông xem nước có ổn không, hãy lặn sâu vào. Động lực này đến từ đâu? Mong muốn thay đổi lớn này đến từ đâu? Tôi nghĩ nó có thể đến từ nhiều lý do khác nhau đối với nhiều người khác nhau. Nhưng tôi có thể kể cho các bạn nghe kinh nghiệm của mình. Đối với tôi, đó là sự bất mãn chung với cuộc sống ở Mỹ, theo đuổi việc sở hữu vật chất, cố gắng theo kịp với hàng xóm, làm việc rất nhiều giờ chỉ để sống qua ngày, chỉ để có đủ tiền trả tiền thuê nhà, vừa đủ tiền mua thức ăn và sau đó cố gắng mua một vài thứ để cảm thấy như mình đang sống tốt như những người bạn của mình. Sau một thời gian dài, tôi đã trở nên rất buồn. Vì vậy, đó là điều đã giúp tôi chuẩn bị cho sự thay đổi lớn lao này. Tôi đã sống ở đây 7 năm rồi. Vẫn còn những nơi đẹp ở Việt Nam mà tôi chưa bao giờ đến như Sa Pa hoặc Phú Quốc. Và đó là những nơi tôi có thể ngắm nhìn và cảm nhận qua màn ảnh. Nhưng mà điều đó cũng tốt. Tôi sẽ nuôi dưỡng hai mục tiêu đó cho những thời điểm tiếp theo. Khi mọi người đang ở trên giường bệnh, điều hối tiếc số 1 không phải là những điều họ đã làm, mà là những điều họ sợ không dám thử. Vì vậy, khi các bạn chuyển đến đây, tôi khuyên các bạn là nên mở lòng và sẵn sàng thích ứng với mọi thứ. Bán cho cháu một ly nước mía. Tôi đang tự thưởng cho mình một ly nước mía nhỏ, mặc dù mới 8 giờ 15 phút sáng, nhưng đã hơi nóng rồi. 10.000 đồng và tôi đã sẵn sàng cho một đồ uống rất ngon. Ở đây, có những người đang ăn cháo lòng. Wow, cháo lòng thực sự rất ngon, nhưng cũng là một món ăn rất khác biệt. Bước thứ hai để chuyển đến Việt Nam.
là loại bỏ những thứ bạn không cần. Ý tôi là, nếu bạn có một thứ gì đó mà bạn không sử dụng trong 1 năm, không sử dụng trong 6 tháng, 3 tháng, thậm chí là 1 tháng, nếu bạn vẫn giữ lại thứ đó, đó là một dạng neo đậu vật chất mà tôi nghĩ điều đó chạm đến ý tưởng về sự tích lũy các cơ sở vật chất như là một ưu tiên ở Mỹ. Đối với nhiều người, đó là một sự ưu tiên, không chỉ là ưu tiên mà còn là biểu tượng của một cuộc sống thành công hoặc một cuộc sống có giá trị. Thực chất, những thứ đó chỉ là một thứ neo đậu, chúng đang kéo bạn xuống. Tôi không nói là hãy bỏ điện thoại, bỏ laptop, bỏ ví của bạn hay những thứ tương tự. Đó là những vật dụng thiết yếu, đừng bỏ bàn chải đánh răng của bạn. Nhưng nếu bạn có một cái gương lớn trong nhà để xe mà bạn không sử dụng, hãy bỏ nó đi. Bạn có một hộp lớn quần áo với những chiếc áo khoác rộng lớn mà bạn không bao giờ mặc, hãy quyên góp cho tổ chức từ thiện. Và nếu có thể, nếu bạn có những món đồ giá trị, hãy cố gắng bán chúng đi kiếm một ít tiền và chuẩn bị cho việc bước tiếp theo là chuyển đến Việt Nam. Cá nhân tôi đã giảm đi tất cả, chỉ còn một cái vali xách tay và một ba lô. Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi nghĩ điều đó là cực đoan và tôi không nghĩ đó là điều cần thiết để chuyển đến đây, nhưng cá nhân tôi, nó làm cho tôi cảm thấy như mình luôn sẵn sàng để đi. Chi phí sinh hoạt ở đây, tôi nghĩ tôi phải đề cập đến vấn đề này. Chi phí sống ở đây rất là hợp lý, mọi thứ ở đây không đắt. Như bạn đã thấy, tôi đã trả 40 cent cho đồ uống này, rất rẻ. Bước thứ 3 là tiết kiệm đủ tiền để đến đây và sau đó tìm một nguồn thu nhập khi bạn đã ở đây lâu dài. Cá nhân tôi nghĩ $5,000 là một số tiền hợp lý để có thể chuyển đến đây. Số tiền đó sẽ cho bạn đủ một khoảng thời gian để lo thuê một căn hộ, đủ tiền để đặt cọc an ninh, đủ tiền để đi du lịch nếu bạn muốn đi quanh đất nước này để xem các thành phố khác mà bạn có thể muốn sống ở đó. $5,000 là số tiền đủ để bạn không cần phải bắt đầu làm việc ngay lập tức, nhưng bạn cũng cần phải tìm một nguồn thu nhập lâu dài. Nguồn thu nhập phổ biến ở đây đối với người nước ngoài là dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh là một công việc tuyệt vời, trả lương rất tốt ở đây. Về cơ bản, bạn có thể kiếm từ $1,200 đến $2,000 hàng tháng với tư cách là giáo viên tiếng Anh ở đây, và chi phí sống của bạn chỉ đến ở khoảng $1,200 hoặc ít hơn. Nó có thể nhiều hơn tùy vào thói quen chi tiêu của bạn. Tôi đã nghe một số người làm việc với mức lương $700 mỗi tháng. Tôi nghĩ đó là mức rất thấp. Nhưng đối với cá nhân tôi, khoảng $1,200 một tháng và tôi không thực sự phải chi li hay lo lắng liệu mình có thể ra ngoài và làm thêm điều này điều kia. Vì vậy, nếu bạn là một giáo viên tiếng Anh ở đây, tỷ lệ thu nhập so với chi phí sống rất lý tưởng và đó là một cách rất trực tiếp để kiếm tiền ở đây. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc truyền thống hơn, bạn có thể tìm cách khởi nghiệp hoặc tìm cách làm việc cho một công ty đã thành lập lâu ở đây. Đó là những cách bạn có thể kiếm tiền ở đây và đó là một trong những chìa khóa để bạn thoát khỏi cuộc đua ở Mỹ. Cuối cùng, kết luận lại, với những ai không hạnh phúc với nơi mình đang sống và có một cuộc phiêu lưu mới, hãy bắt đầu lại, thì hãy đến Việt Nam bằng tất cả tấm lòng, khao khát sự thay đổi và bắt đầu từ ba điều đơn giản, đó là sẵn sàng cởi mở, sẵn sàng từ bỏ vật chất và sẵn sàng một nguồn tài chính ổn định. Các bạn thân mến, nội dung mà anh Tây này kể khá hợp lý phải không các bạn? Tuy không thể kể chi tiết, nhưng những gì chàng trai này nói mình thấy rất rõ ràng và tinh tế. Bởi điều quan trọng nhất khi các bạn xác định thay đổi cuộc sống của mình, điều cốt lõi đó là tư duy của bạn có muốn thay đổi nó hay không? Có chấp nhận với những thứ khác biệt hay thậm chí là tệ hơn với cuộc sống hiện tại của các bạn không? Đó là suy nghĩ của mình. Còn nếu bạn có quan điểm khác, hãy cùng nhau bình luận bên dưới video này để chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Còn bây giờ, cùng mình đi đến phần bình luận để xem nhiều người Mỹ có suy nghĩ như thế nào về nội dung này. Món ăn đường phố ở Việt Nam ngon hay nguy hiểm? Tôi từng dám mạo hiểm với đồ ăn đường phố ở Bangkok và tôi hối tiếc về điều đó. Cảm ơn bạn vì sự minh bạch, cái nhìn sâu sắc và cảm hứng. Hôm nay tôi đã được gọi đi để làm quyên góp một số quần áo cho người nghèo. Đồng nghiệp của tôi biết tôi muốn chuyển ra nước ngoài. Tôi đang nghĩ về Thái Lan, nhưng một số anh chàng sống ở thành phố Hồ Chí Minh lại giới thiệu Việt Nam. Tôi muốn nghỉ hưu ở Đà Nẵng và sau đó đi thăm họ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã sống ở Mỹ hơn 50 năm, tôi vẫn còn người thân ở Đà Nẵng. Việc quay trở lại quê hương sẽ rất khó để thích nghi với một đất nước mà tôi đã rời xa. Tôi sẽ không thoải mái sống ở một quốc gia có thời tiết ẩm ướt, chăm sóc sức khỏe, tội phạm, công việc, quyền bầu cử, vệ sinh và giao thông. Tôi không thể bỏ lại tất cả những gì tôi đã làm để chuyển đến một quốc gia mà tôi không biết gì về nó. Tôi không gặp rào cản về ngôn ngữ vì tôi thông thạo tiếng Anh, tiếng Việt và nói một chút tiếng Tây Ban Nha. Nếu tôi quyết định chuyển đến Việt Nam, tôi sẽ chuyển hết tất cả tài sản của mình. Những suy nghĩ tuyệt vời. Tôi đã sống ở hai quốc gia khác nhau, Úc và Đức. Thật sự rất phấn khích khi tận hưởng những phong tục mới.
tôi đã bắt đầu học tiếng Việt và sẽ đến Việt Nam vào tháng 10 để xem liệu tôi có muốn nghỉ hưu ở đó không. Cảm ơn bạn đã dành thời gian và đăng bài. Tôi vẫn còn những chiếc áo sơ mi mà tôi chưa mặc từ năm 1997, nhưng tôi có thể đựng tất cả những gì tôi sở hữu trong cốp xe Honda của mình. Nếu chuyến thăm của tôi suôn sẻ và tôi nghỉ hưu ở Việt Nam, tôi sẽ làm điều tương tự, chỉ với hai hành lý xách tay, không cần phải làm việc. Vì tôi có tiền trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp khuyết tật của cựu chiến binh, tổng cộng 42.000 đô la Mỹ hàng năm, miễn thuế. Bạn biết điều gì tuyệt vời không? Hầu như không có hoặc rất ít chuyện vẽ bậy. Một lý do chính khiến tôi không thích Ecuador và Bồ Đào Nha. Cảm ơn bạn một lần nữa. Người dân Việt Nam rất thân thiện, với những món ăn ngon và văn hóa đẹp. Tôi yêu thích miền quê ở phía Bắc. Tôi đến thăm Việt Nam mỗi năm qua Vân Nam. Bạn và gia đình rất may mắn khi được sống ở Việt Nam. Đất nước Việt Nam đang phát triển mỗi ngày. Tôi rất vui vì bạn đã đề cập đến vấn đề tài chính. Đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi quyết định di cư đến bất cứ đâu. Đối với tôi gom những điểm chính đầu tiên và thứ hai của bạn vào sự thoải mái. Trong trường hợp của tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt giữa việc muốn di chuyển, nhưng cũng phải tiếp tục ở lại vì công việc. Hiện tại đủ thoải mái để sống sót mà không cần lo lắng quá nhiều. Với mức lương thấp sống ở California đắt đỏ, nếu chi phí sinh hoạt trở nên không thể chịu đựng, tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi cảnh quan trong tầm nhìn của mình. Cảm ơn vì video này. Một thay đổi rất lớn trong lối sống như bạn đã biết. Tôi không chắc là tôi đồng ý với lời khuyên mạnh mẽ của bạn là chỉ cần đi. Tôi cũng đã chuyển đến Việt Nam và hiện đang sống ở đây. Khoảng thời gian bằng bạn đã ở đây. Nhưng tôi không nghĩ việc chỉ đơn giản là chuyển đến đây là một ý tưởng tốt. Tôi đã dạy học một thời gian, nhưng bây giờ đã nghỉ hưu. Tôi cũng đã kết hôn ở đây. Đối với một số người, đó là một sự thay đổi thú vị. Nhưng đối với những người khác, đó có thể là một sai lầm. Vì vậy, tôi rất thích sống ở đây. Nhưng tôi không chắc là tôi sẽ đề nghị nó cho tất cả mọi người theo mọi cách. Tôi nghĩ rằng bạn nên cẩn thận một chút. Các bạn thân mến, trên đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Chàng trai này đã mang đến cho chúng ta khá nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu, phải không các bạn? Nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.